ơi. Ba bán cho cháu đi thịt. Thịt nào? Ôi, cháu ít tiền lắm, bán cho cháu cái này này. Xương này, bán cho cháu ít xương. Xương à? Nhiều ít. Bán cho cháu tất. Tất. Xương này chắc phải chỉ mang về cho chó thôi. Chó mà bán cho người. Cháu mua ít về cho chó mà. Mà bán cho người thì bán cho chó. Bà ai người ta ăn xương đâu, có nhân nào để cả ăn rồi. Bà bán cho cháu về cho chó này. Bà ấy về, bà ấy bán cho người móm nè. Hả? Nhiều quá. Chỗ này không hết cân này, thôi tôi lấy tôi bù 300. 300.000 á? Cân của bà không hết rồi. Cái này cho chó rồi. Bà, thôi bà bán tình nể tình làng nghĩa xóm mà bán giá 10.000. Rồi 10.000 bà không bán đâu. 10.000 thôi, má đại ca cho cháu nhân 10.000. Thôi, 10.000 bao nhiêu thương thì bà. Hả? Bà không bán. Cái này tận đổ cho chó này, bà tận xương. Đây là thịt mới đắt rồi. Xương này đắt lắm. Chỗ này mới 300.000 mới đúng này. Xương này đắt hơn thịt. Cái này cũng 10.000 thôi. Ôi bà không bán chịu đâu. Ôi bà ấy. Thế thì cháu không nợ. Cho cháu nợ 15.000 đi. Không cho nợ á? Ừ. Bà kiểu thế kiểu hôm nào cháu chạy ra đây cháu mua nhỉ? Không cho nợ. Thì hôm nay cháu lỡ không có tiền, mai kiểu gì cháu nhớ đâu cháu nhận được mấy triệu thì sao? Rồi, mai triệu. Cháu trả mấy triệu thì lại mua. Thế chắc bán ngon lúc này 10.000 thôi. Thế cháu trả chỗ này hẳn 1 triệu. Nhưng mà cho cháu nợ. Cháu trả trước 10.000. Thôi bà không bán chịu đâu, mày đi vay tiền bà bán cho. Vay ai đi vay ngày chết đi được. Bà không bán chịu nè. Thế bà gửi cho cháu vay không? Vay ngày chết đi được. Bà không bán chịu mà. Cháu coi như mày cả mà lại cả chỗ này thì vậy. Khi mà bà nó cháu thần ở chỗ này thần cũng đổi cho chó, xuống chó này. Không có vay tiền bà vay em bán cho. Vay ai được? Xuống này đắt lắm. Bà cần lên để bà bán lấy tiền bà cần lấy. Bà thằng có vay. Để vay không để được tính tiền. Không dừng lại. Bà quán đi mà vay. Bà quán á? Thì cháu vay được bà cho cháu nhé. Ừ. Nhưng mà 50.000 thôi mới vay được. Đúng 300 bà mà. 300.000. Khéo bà này bố cháu nhé. Cháu biết thừa đây là xương chó rồi. Bà cần xương của bà đấy. Bà cần. Bà cần đợi cháu ngoài cháu. À quên hơn. Cháu có lừa vay được không đấy? Hơn 3 cân. Ê! Bán cho cháu 10.000 thạch. Hôm nay cháu đầy tiền. Ôi, nhiều tiền thế à? Đây, đây. Đây, cam, đây, ngon. Đây, tôi đây 10.000 đi. Ờ, 10.000 đấy. Buồn luôn. Cho cháu vay 300.000. Cháu vay 300.000 để làm gì? Cháu... Bé này lấy tiền vay tiền để làm gì? Cô, lúc nãy nó lại khai cho cháu 1 triệu cơ. Đâu? Nhưng mà... quên cầm. Ôi dồi. Quên lấy nhưng mà rỡ ra đây rồi. Sẽ hết xăng không ra được nữa. Ừ. Bà cho cháu vay 300.000 với sườn nhỉ? Sườn thế thì cho mày vay thì ai trả? Mà đại ca giờ này nhiều tiền lắm, ăn trộm đầy tiền vô. Thế á? Về nhớ bảo mau đại ca giải cho ba nhá. Vâng. Ừ. Bà mau đại ca còn... Bà không bảo ghi ký sổ mà đại ca bà. Mà đại ca tí ra trả tiền không phải lo. Xong tí nữa mà đại ca thưởng cho cháu mấy trăm nghìn nữa cơ. Ngon đấy. Đây này, về nhớ bảo mau đại ca trả cho bà nhé. 300 này, 200 này, 300 đếm lại cho mấy cháu không mấy biết tiền đấy. Biết đi, cháu biết đi. Đây mấy trăm. Hai đồng đỏ là 100.000. Hai đồng đỏ nữa là 150.000. 150.000 là thế là 200.000. Thế thì thành chỗ này đây, là 300. Đúng rồi, nhớ vay 300 nhé. Về bảo mau đại ca nhé. Mua gì được không? Thôi. Để mua xương à? Ủa. Xương về làm gì đấy? Một về á, nướng nhau rồi, tính nước mới lại cho tiền. Để cháu ra cho mình. Cho bà ăn rồi nhá. Xin miếng nhá. Ba ơi, thanh toán cho cháu cái. Ừ, thanh toán. 300.000 đấy. Ừ, cháu quay quá được luôn. Hay là 250 rồi. Ôi, cháu xin nhá, cháu về. Mai lại đến mua cho bà nhá. Hả? Mai lại đến mua cho bà. Mai cháu lại ra cháu mua. Ừ. Bà không phải yên tâm. Ừ.
Thế mua xương à, không mua rau à? Hết tiền rồi. Cho cháu uống nữa không? Không, không ăn được. Nữa thì thôi, cháu ăn này cháu ăn thịt rồi, không ăn chay. Gì? Mua được gì? Mua được gì? Tiền. Mua được cái gì? Có cái gì đâu? Ai? Ai dạ? 10.000 đây! Ai dạ dạ? Trời! Riêng chỗ này đã 10.000 rồi! Ôi! Thì cái này? Cái này á! 10.000! Kinh! Thật đấy! Trời! Em! À! Người ta còn... Em phải ra em bảo là mua về cho chó thì bà bảo đây! Bán cho xương này về cho chó này mới 10.000 đấy! Thật đấy, mày điêu điên này, sườn này còn đắt như thịt luôn đấy. Thế sao bà lại lú à, sao bà bảo em là chỗ này là cho chó. Có bị ôi đâu nhỉ, sao lại bán rẻ cho mày nhỉ? Điêu, mày bét rồi, mày lại lấy của người ta gì? Thôi rồi, anh đừng nhắm lắm, đừng nhắm vào của em nữa, nát, hỏng xe. Ôi, ấy, ngon thế này mà điêu, tao nghi ngờ lắm. Tao nghi ngờ lắm, lấy đâu? Mua đây, 10.000 về cho chó đấy. Ê, cho chó vẩn người thì phải bảo vệ cho chó ăn, mình làm chó cũng được mà. Vậy ăn người chẳng có mà ăn. Ôi thì mới được rẻ thật đấy. Mười này, thế còn cái thạch đây, thạch đã 10.000 rồi. Thạch xin được, tao đưa mày 10.000 mà. Thạch xin được. Xin được á? Điều này, em xin được thì khỏi phải mua. Mai đây cho mày ra chợ mày sống luôn ở đấy. Anh tưởng được một mình anh quan hệ rộng á? Em quan hệ nhiều, tự nó rộng hết. Em qua đây được tất chỗ này thì em nợ được hết, em xin được hết. Chị à, mày nợ ấy á? Nợ á? Không, cái này em xin, còn cái này 10.000. Điều quét. Trời, anh thôi được. Anh đừng, không cần anh thiết. Không tin, có tưởng cái tài năng được của em á. Ngon, sườn này cực ngon. Được đấy, để tao vào tao xem chế biến món gì nhá. Khắc đâu câu luôn à, quá tận từ thiên nhiên, quá mấy kiểu. Đấy, hôm nay mình sẽ làm một món gọi là sao? Siêu to khổng lồ, món sườn này. Ui, anh làm to thế, làm thế ăn làm sao được? Để ăn được hết. Nấu ngon vào. Táo cho nó khác, yên tâm. Khác đi không? Ừ. Em lừa cả đấy là nấu cho chó đấy. Thứ thịt ngon này. Này mà anh nấu to như thế. Tao nghi, tao nghi là có cái gì, điều gì đấy uẩn khúc. Tí nữa tao phải uẩn khúc. Đấy, Trần quà đã. Anh xuống mà xem, anh đi đi để em nấu em ăn. Thôi Trần quà đã ha. Tí nữa tao nghi có điều gì đó uẩn khúc. Nhìn ngon thế này. Nhìn. Ủa sao chú ngọt gì mà to đấy? To là mới chất. Chất như nước cất. À được rồi. Đây là được em tí. Là em nổ. Không, yên à. Trần, đây là Trần đâu rồi. Trần đâu rồi. Trần. Trần nó bỏ những cái hôi với lại những cái váng đi. Ui nhiều thương. Thế đi rửa lại cho nó hết váng đi. Chỗ này mấy cân? Bà ấy bảo Hơn 3 cân. Điều chỗ này phải đến 5. Anh thấy em đi làm việc thôi đâu. Chỗ này phải đến 5 cân. Chuẩn. Đi không? Vàng nó lên, nó hấp dẫn. Đừng sụp. Rồi. Ây. Ây. Ôi, vào 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 đây à. Ui, tí nó bị cháy. Ui, ngon. Sao, đang thử cháy. Chưa được, chưa ngon đâu. Chưa bắt đầu ăn ngon. Tí nữa, phải sốt nữa.
Anh nấu ở lâu. Lâu thì... Cái gì ngon hả? Bây giờ ngon chưa? Ai, chú chú. Chú chú. Ngon chưa? Ngon vãi chị ạ. Ừ, tắt lại chút kìa. Cô em để con nhà, cô em đói lắm. Đúng rồi, bây giờ đi xong tay gọn. Rồi thì cái giai đoạn nước sốt, cái này quan trọng này mọi người. Thật ra mình cũng chả biết làm. Chúng vừa học được dịch bảo. Nhưng mà chắc chắn là vị ngon. Cấm này, thấy người ta bảo là cho giấm thì cho chanh thì cho, nhưng mà cho chanh thì nó sẽ hay bị đắng, nấu lên nó bị đắng. À, giấm này, đường này, táng vào. Đó là nhiều, khá là nhiều. Không được, phải lấy tương ớt, cái màu nó tí đẹp. Màu tương ớt đẹp hơn. Tương ớt mới. Ngon bá cháy luôn. Cô như thế này lên cho nó sóng sánh. Nhiều quá. Vào đây ơi. Vào đây ơi. Ra đây mà xem này. Nhiều quá. Không ngưng. Tuyệt vời chưa? Mùi gì đây? Mùi gì? Mùi ngon chứ mùi gì? Cháo. Tí nữa ăn thử xem. Cái gì mùi gà chết? Mùi gà chết. Biết giờ lúc này bỏ anh thì cái giá nó tuyệt vời. Chán đâu. Mình chết rồi. Bắt đầu thấy thấy sột sệt rồi đấy. Hay là nó đi lấy mâm ra đây nhé.
cân được rồi. Hay à, Kỳ, hôm nay anh đi biết nhỉ. Cho mọi người xem này, nó để hôm nay em rửa chúng đi này. Anh đi đi. Rồi. Lâu vào với cả món này. Cháy rồi nồi. Ôi. Quay, mới đi. Tại sao nó ngứa cho mày xem. Tại mày. Tí là tao quên rồi cháy. Nó hơi cháy tại mày đem ra đấy nên là tao mới kia đấy, tao mới không để ý là cháy cả chả đấy, nhìn thấy chưa, ngon chưa, thấy chưa, nhìn thấy hấp dẫn chưa, mà đây có mùi giống BBQ, mùi gì, mùi thịt, mùi gì, mày không thấy tỏi thơm lừng chua ngọt thì chả chua chua kiểu khác. Chú kiểu khác là chú kiểu gì? Đều quá. Chú thiêu rồi. Đấy, thấy chưa? Hấp dẫn chưa? Phê chưa? Phê chưa? Phê. Phê không phê lắm lời. Ok. Ngon vết nhỉ? Trời ơi, mày thấy mang đại ca mày chưa? Chén đây. Chén đi, chén luôn. Chỗ nào? Mày tôn không? Không. Đây, cho mọi người xem nào. Ngọt vết đấy. Phê không? Đây. Đấy, xoay một vòng. Đấy. Một vòng. Đấy. Một vòng nữa. Đấy, kinh điển. Thôi, đưa đây. Đây. Ăn nào. Tí nữa anh chén xong rồi trả em tiền. Ta chịu. Thế từ từ tối thì tao mày hợp tác làm vụ. Nhiều tiền. Hay lắm. Hay gì? Đây, mời mọi người nhá. Ngon. Thấy chưa? Ngon này hay gì? Bỏng dừa. Sao? Cho phát biểu thật lòng. Mẹ em không thích ăn cho ngứa. Cho phát biểu thật lòng. Không ngon như đi tảo. Không ngon. Ngon tuyệt mọi người ạ. Ngon lắm mọi người ạ.